Vâng, em Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương rất vui và hân hạnh được gặp lại anh chị quý vị nhà mình vào khung giờ 8:03 mỗi tối ạ. Thì hôm nay là tối ngày 29 tháng 8 năm 2022. Em Tùng lại xin phép lên sóng báo giá cho anh chị quý vị mình những dòng xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em nhé. Vâng, thì bên em đấy cũng vãn đầu xe gia đình ạ. Đấy, qua 2 ngày đầu tháng thôi. Đấy, sang tháng 8 một cái là vãn đầu xe ngay. Bên em vẫn nhận mua lại này cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua dụng này. Anh chị quý vị là nhà mình mà đang muốn nhượng lại dòng xe cũ để đổi xe mới này, hoặc là không có nhu cầu dùng xe nữa này, liên hệ trực tiếp đến bên em nhé. Hai số này thì em xin phép để lại màn hình này, 0347 701 77 và 0343 540 999 ạ. Đây thì em để lại hai số này cho anh chị quý vị mình cùng dễ quan sát ạ. Okay, hai số line thì em để lại trên hình này. Đấy, chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh duyên kinh doanh trao đổi như buôn bán những dòng xe từ 4 chỗ đến 7 chỗ đã qua sử dụng này. Địa chỉ Nam Trung Nam Sách, Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2 nhé. Anh chị quý mình đang có nhu cầu tìm những dòng xe cũ đã qua sử dụng, đấy, nhắn tin trực tiếp cho em qua hai số Zalo này, hoặc đến trực tiếp bên em đi để tham khảo xe, được tư vấn và chạy thử xe miễn phí ạ. Đấy, em xin phép quay một vòng chỗ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Đấy, bảo vãn xe thôi nhưng vẫn còn trên 50 đầu xe đấy, để phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Đấy, những dòng xe tập lái dân dụng này, vô cùng phổ thông này, Kia Morning này, Hyundai Grand i10 này, đấy, Kia Rio này, đấy, rất là nhiều rồi, còn khá là đầu xe đây để anh chị quý vị mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào bác Thanh Ngoan này, chào bác La Đức Thoại, chào bác Thái Tô Ly, chào bác Anh Ngọc. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay thì cho em xin ý kiến là hình ảnh âm thanh ánh sáng này ok chưa nhỉ? Để em xin phép báo giá cho gia đình mình nhá. Đấy. Anh hôm nay thì bên em có về một chiếc Vios 2007 mới đây, 155 triệu đồng nhá. Anh chị quý vị mình đang quan tâm một dòng xe tập lái sedan này đầu, phân khúc hạng B mà chỉ hơn 100 triệu một chút thôi. Tham khảo giùm em chiếc Vios này ạ. Chào bác Thế Nghĩa Bùi, chào bác Thanh Ngoan, chào bác Trần Thị Thu Hoàng ạ. Vâng, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình nhá. Ok rồi, ok bác Thanh Ngoan ạ. Cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ vui vẻ đến đầu tháng, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, xả lời đến gia đình ơi. Đấy, chia sẻ nhiều nào, không mất tiền, không mất bạc gì cả, mà để lan tỏa buổi livestream mình hơn. Để những anh chị quý vị nào đang lăn tăn muốn chọn cho mình một địa chỉ uy tín tìm những dòng xe đã qua dụng thì đến bên em nhá. Anh quanh mức giá chỉ từ vài chục triệu, đấy, 6-70 triệu này, đấy, anh quanh đến 500 triệu thôi, đã có xe đi để di chuyển ạ. Bên mình còn Accent không, bác Thái Tô Ly, bên em còn Accent nhá. Bên em còn một chiếc Accent 209 bác Thái Tô Ly ạ. Đấy, giữ máy đi, theo dõi buổi livestream ngày hôm nay với em để em tư vấn cho gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Thêm Bản này, chào bác Lưu Độ, chào bác Thanh Ngoan, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền đất nước ạ. Thì em xin phép gia đình nhà mình bắt đầu vào báo giá những đầu sản phẩm hiện đang có bên em nhé. Anh chị quý vị nhà mình đang có những thắc mắc nào về xe cộ này cũng như giá cả, thủ tục buôn bán, để lại bình luận dưới comment để em trực tiếp chia sẻ nhé. Vâng, để bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay, xin báo giá đến gia đình nhà mình một chiếc Hyundai Grand i10. Xe được sản xuất năm 2014, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, biển tư nhân chính chủ 10 năm Hải Phòng đây. Với cờ tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng ạ. La răng đúc lốp nắp đẹp. Đấy, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Bản này là bản đổ full kịch, được trang bị cả phanh bó chống bó cứng ABS, vô lăng túi khí, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đăng kiểm còn khá là dài đây, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2022 này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi, 245 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhé. Một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu này, máy số keo chỉ gầm bệ còn rất còn đẹp, cửa tiền cũng vô cùng hợp lý nhá, 245 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Tấn Nguyễn này, chào bác Quan Thanh này, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, chào bác Đặng Dinh, chào bác Lưu Độ này, nhà mình đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, chủng loại bao nhiêu tiền, phân khúc bao nhiêu, cứ để lại comment dưới phần bình luận đi để em tư vấn ạ. Ok bác anh Ngọc nhá, La City biển 98 bên mình có không? Có La City biển 98 nhá. Đấy, bác Ngọc nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi để em tư vấn thêm cho bác về cái mẫu La City biển 98 nhá.
Vâng, trước máy của em đây, giới thiệu anh chị quý vị mình tiếp tục là một mẫu Hyundai Grand i10 đây. Hyundai Grand i10. Chiếc này thì được sản xuất năm 2014, đăng ký lăn bánh năm 2017. Biển tư nhân chính chủ 14A Quảng Ninh đây, đất cảng đấy ạ. La xăng sắt theo xe này, lốp láp đẹp, sơn xi chất. Đấy, nước sơn màu trắng rất là đẹp luôn. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm còn khá là dài này, đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Đấy. Hyundai Grand i10 nổi tiếng là một dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm liệu. Điện đó máy số thì vô cùng là lành nhá. Anh chị quý vị nào mà vừa có bằng này, đấy muốn bổ túc tay lái chọn cho mình mẫu xe nhỏ gọn này, tham khảo dùm em mấy đầu Hyundai Grand i10 mình đang bán đi. Anh quanh chỉ hơn 200 triệu đồng một chút thôi cả gia đình ạ. Chắc Liên Nguyễn có CX5 không? Ô, bác Liên Nguyễn ơi, tiếc quá, CX5 thì tạm thời bên em chưa nhập được đầu nào nhá. Đấy, bác Liên Nguyễn cứ chia sẻ cho em 5-7 lượt đi. Theo dõi và like fanpage của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Làm một đầu CX5 nào em sẽ giảm giá kịch sàn luôn cho bác Liên Nguyễn nhá. Cảm ơn bác Liên Nguyễn rất là nhiều này. Chúc bác Liên Nguyễn có một buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng livestream này thì hãy ủng hộ chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi cả nhà mình ơi. Cạnh hai mẫu hatchback nhỏ gọn một đầu rồi, tiếp theo đây giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. Đây, một chiếc La Chetti CX 2011 sedan hai đầu phân khúc hạng C mà chỉ có 255 triệu đồng với gia đình nhá. 255 triệu đồng. Đấy, phân khúc hạng C xin gửi gia đình mình ạ. Đấy, na răng đúc 17 inch mỗi bánh này, lốp nắp đẹp, sơn xi thì theo nhà máy. Xin nhan tích hợp trên sườn xe này, gương kính cụp xoay điện. Có option cửa sổ trời là panorama đây. Vô cùng thể thao, vô cùng hiện đại này. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 255 triệu đồng ạ. Đấy, cam nồi cam hành trình đầy đủ này. Vô lăng ba chấu tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng. Có các nút điều khiển này. Em xin mở phần nội thất bên trong cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhé. Đây, đầu đài màn hình theo xe này. Đấy, tay đấm củ số xích rắc rất là đẹp đây. Động cơ 1.6 số tự động. Đấy, mà chỉ có 255 triệu đồng thôi nhà mình nhé. Đấy, các bác nào mà đang muốn chọn cho mình một mẫu xe số tự động, cửa tiền lanh quanh là hơn 200 một chút này, tham khảo cho em chiếc La Chetti CX 2010 bản nhập Hàn xuất Trung Đông đi, 255 triệu đồng ạ. Đấy, còn đấy, vừa rồi La Chetti CX này đấy, còn rất là nhiều đầu xe nhá, nhà mình cùng tham khảo dùm em đi. Vâng, chào bác Nghiêm Khắc Song, chào bác Anh Ngọc, chào bác Liên Nguyễn, chào bác Tài Nguyễn, chào bác Cao Biển Ô Tô, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình ạ. Thì phía trước máy quay em đây, xin giới thiệu đến anh chị quý vị gia đình nhà mình một mẫu xe nhỏ gọn tập lái này, 150 triệu. Kia Morning 2010, đăng ký bánh năm 2012, động cơ 1.0 số sàn nhập Hàn 2010 ạ. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, lốp lát còn khá là đẹp này, đăng kiểm khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế da. Đấy nhá, em quay nội thất bên trong này. Nội thất ghế lỉ zin nguyên bản theo xe. Vô lăng ba chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Màn hình OLED cỡ lớn phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị và các bạn nhé. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi, 150 triệu. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị đang quan tâm ạ. Đấy, những bác nào mà vừa có bằng này, hoặc là muốn bổ túc tay lái này, muốn chọn cho mình một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu nhỏ gọn này, Kia Morning này, một dòng xe vô cùng là thân thiện nhé. Tham khảo giùm em chiếc này gia đình ơi, 150 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị như mình ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi ạ. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream này hơn nhá. Đấy, chia sẻ nhiều lên, đấy. Comment nhiều lên, thả tim thả like nhiều lên nhá. Em lấy làm động lực này để bớt cho anh chị quý vị như mình bớt làm sao cho những khách hàng thân thương này quan tâm những đầu xe tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương mua xe tôi gia đình ạ. Thì vừa rồi là khá nhiều đầu là 5 chỗ này. Vâng, tiếp tới đây giới thiệu anh chị quý vị nhà mình chiếc Vivante 7 chỗ nhá. Đấy, Vivante 2008, đăng ký là bánh năm 2009, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, tư nhân chính chủ 30A Hà Nội phố đây. La răng đúc lốp náp đẹp, xi nhan trên sườn xe. Cam nồi cam hành trình này dù đăng kiểm khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Máy số keo chỉ thì còn zin nhá, gầm bệ chắc chắn không một mọt, không mục mọt. Nội thất theo nhà máy sạch sẽ thơm tho rồi. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng này. Đấy, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình nhá. 7 chỗ mà chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. 155 triệu đồng ạ. Ok, La Chetti CX. Ok này. Thì vừa em cũng giới thiệu một mẫu La Chetti CX này. Đấy, bên em còn một mẫu nữa nhá. Đấy, nhà mình cứ theo dõi cùng em đi để em tư vấn tiếp tục với những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho cả gia đình ạ. Đấy, Vivante 155 triệu đồng này. Đấy, mẫu La Chetti CX đây, ngay bên cạnh đây.
1.255 triệu đồng nhá. Em đã tư vấn cho anh chị quý vị mình ngay đầu buổi livestream này. Vâng, chào bác Ngoan Thanh này, chào phóng viên Thanh Tùng nha. Vâng, chào bác Ngoan Thanh này. Chúc bác Ngoan Thanh có một buổi tối vui vẻ này. Qua bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý đi bác Ngoan Thanh ơi. Ủng hộ Thanh Tùng bằng 5-7 lượt chia sẻ đi cả gia đình ơi. Vâng, ngay sau đây giới thiệu anh chị quý vị nhìn mình một mẫu Lancetti nhá. Đấy, Lancetti 2008, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền yêu thương gửi đến gia đình nhà mình là 155 triệu đồng. Đấy, xe này mang nước sơn màu đen rất đẹp này. La răng đúc 4 bánh, lốp lát thì còn mới còn đẹp. Đăng kiểm thì còn khá là dài này, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên bản theo xe nhá. 155 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị đang quan tâm ạ. Đấy. Sedan hai đầu phân khúc hạng B. Tập lái này tránh mưa tránh nắng này, phục vụ những nhu cầu cơ bản nhất của gia đình nhà mình ạ. Đấy, những bác nào mà đang quan tâm những mẫu xe tầm 150 triệu này, bên em còn khá là nhiều để phục vụ gia đình mình nhá. Vâng, chào Vũ Loan, chào Lù Ký, chào bác Nguyễn Minh này. Chào đại gia đình cho ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền Tổ quốc. Đây, em xin phép báo giá những đầu sản phẩm đang có tại bên em nhá. Nhà mình đang quan tâm dòng nào này, quan tâm mẫu nào, mạnh dạn để lại comment cũng như bình luận đi. Để em tư vấn cho anh chị quý vị mình về giá cả đời xe cũng như thủ tục mua bán bên em nhé. Vâng, tiếp theo đây với cửa tiền hơn 100 triệu đồng một chút thôi ạ. 115 triệu đồng. Genza 2009, động cơ 1.5, số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình là 115 triệu đồng. Đấy, có hơn 100 triệu đồng một chút thôi. Giá không bằng một con SH nhé. Và gia đình mình đã sắm cho được một chiếc ô tô này. Đấy, sedan này đầu phân khúc hạng B. Nước sơn màu đen rất là mạnh mẽ, rất đẹp đây. Đấy, lịch sự sang trọng này. La sáng đúc, lốp láp đẹp. Xin nhan thì tích hợp cả trên gương này, phần sườn xe này. Đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Máy số keo chỉ thì còn chất này. Cầm bệ thì chắc chắn không mục mọt. 115 triệu đồng ạ. Đấy. Rất là nhiều đầu xe rồi. Anh chị quý vị mình... Đấy, cứ mạnh dạn để lại comment đi. Thả tim thả like nhiều lên một chút gia đình ơi. Để Thanh Tùng lấy làm động lực này. Cho ô tô đầu mối Hải Dương lên động lực. Để phục vụ anh chị quý vị nhà mình nhất tận tâm hơn. Và mang đến những sản phẩm chất lượng hơn ạ. Cạnh mẫu Genza 2009 là rồi. Trước đây nhà mình cùng tham khảo với em này. Một chiếc xe số động nhá. Kia Morning 2009, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 190 triệu đồng. Đấy, 190 triệu đồng nhá. Xe được sản xuất năm 2009, động cơ 1.0 số động, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da này hai tông màu đen đỏ. Đấy, đầu đài màn hình theo xe nhá, vô lăng ba chấu, có túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, nội thất bên trong thì sạch sẽ thơm tho rồi. Điều hòa lắng lạnh hai chiều rét buốt. Máy số keo chỉ gầm bệ thì còn chất này, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng những nhu cầu của bản thân cũng như gia đình nhá. Đấy, có 190 triệu đồng thôi. Sơn xi đẹp, lốp láp chất. Giá còn bớt còn thương lượng cho quý vị nhà mình ạ. Vừa rồi là Kia Morning số tự động 2009 nữa này. Đây em tiếp xem đâu có đầu số sàn nào nhá. Kia Morning đời cao cao một chút để tư vấn gia đình mình ạ. Vâng, chào bác Bùi Tạ Thanh, Mộc Châu, Sơn A. Vâng, chào bác Vũ Loan. Chào tất cả anh chị quý vị nhà mình vừa vào xem buổi livestream hôm nay. Vâng, chào bác Vũ nhất này. Những bác nào hôm nay vừa vào xem buổi livestream của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương lần đầu, hãy cho em xin một nút like cũng như một nút theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ vào khung giờ 8:03 mỗi tối này. Bên em vẫn xin phép lên sóng báo giá cũng như trò chuyện và tương tác cho anh chị quý vị nhà mình và những đầu xe bên em đang có nhé. Vâng, tiếp theo đây trước máy quay của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương, em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình Kia Morning 2016 bản SI, động cơ 1.25 số sàn 4 máy đây. Cờ tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 255 triệu đồng. Đấy, bản đồ full kịch này. Xe được trang bị la răng đúc phay 4 bánh, lốp láp mới này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan dạng mí tích hợp trên gương. Tay lắm cửa này, đấy thì được bọc lốc rất đẹp đây. Nội thất ghế da màu ghi nhá, theo xe này. Vô lăng hai chấu này, đầu đài màn hình theo xe. Cờ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình là 255 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ gia đình nhá. Đấy, chiếc này thì bên em có hỗ trợ trả góp này. Đấy, những chiếc mà từ đời 2014 trở lên, đấy, với cửa tiền là 300 triệu đồng thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Đình Hanh giờ V này.
vai ốt trắng số tự động có không? Tiếc quá Bắc Đình anh ơi, vai ốt trắng số tự động thì tạm thời bên em chưa có nhá. Đấy, bên em đang có một chiếc vai ốt màu bạc từ 2018 thôi anh ạ. Thấy anh tham khảo giùm em đi anh ơi. Phương chào Vũ Loan, chào anh Ngọc. Chào Bắc Đình anh RV. Chào Vũ Nhất này, chào bác Lò Lậm này. Chào Hà Bé, chào toàn thể anh chị quý vị mình ạ. Đây, ba màu đang quan tâm đến vai ốt nhá, tham khảo giùm em trước này bác ơi. Toyota Vios 2018, động cơ 1.5 số sàn bản E. Xe gia đình, tư nhân chính chủ một chủ từ đầu. Biển 34 đây, 34 Hải Dương 4101 lụt nhá. Cờ tiền gửi đến chị quý vị nhà mình ạ, 420 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xi nhan trên gương, gương kính cụp sợi điện, đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023 này. Đấy, tay nắm cửa này. Và hốc đưa tay vào trong này, được bọc lốc rất đẹp đây. Phần nội thất ghế da màu be, đây nội thất ghế da màu be theo xe. Vô lăng ba chấu này, có tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Đấy, đầu đài màn hình theo xe nhá. Túi khí an toàn thì được trang bị cả bên táp lô, bên phụ cả cạnh người lái đây. 420 triệu đồng một chiếc xe zin đến từng con góc luôn. Khác xe mới là chỉ làm sản xuất thôi gia đình ạ. Vâng, chúc Hồng Vinh đẹp quá anh. Vâng, cảm ơn bác Hồng Vinh rất là nhiều này. Hãy chúc bác Hồng Vinh có một buổi tối vui vẻ. Có bước sóng livestream này thì hãy chọn cho mình những mẫu xe ưng ý để phục vụ bản thân cũng như gia đình mình đi ạ. Vâng, cả nhà mình đang xem livestream ngày hôm nay. Đấy, chia sẻ cho em xin 5-7 lượt đi gia đình ơi. Đấy, không mất tiền không bạc gì đâu. Mà để lan tỏa buổi livestream mình hơn nhá. Đấy, những bác nào mà cứ livestream nhiều đi, nào mà đến có nhu cầu này, đến với chợ ô tô đồ ở Hải Dương này. Đấy, mình cứ nói chuyện nhau, anh có xem livestream này, chia sẻ cho chú rất là nhiều luôn. Đấy, giảm ngay 5 triệu cho anh chị quý vị mình ạ. Giảm 5 triệu. Đấy mà giá lại còn bớt, còn thương lượng thêm nhá. Vâng, chào bác Hùng Nguyễn này, chào bác Vũ Loan này. Vâng, tiếp theo đây em xin báo giá những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương nhé. Vâng, tiếp theo đây xin báo giá anh chị quý vị nhà mình. Đây, một chiếc Lancetti 2012, đăng ký vào năm bánh năm 2013, với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 196 triệu đồng. Đấy, xe thì được trang bị la răng đúc 4 bánh, lốp láp thì còn đẹp, xi nhan trên sườn xe này. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhé. Đấy, đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Nội thất ghế da đây, tông màu da bò rất đẹp đây. 195 triệu đồng. Giá lại còn bớt còn thương lượng này. Đấy, độ lên form dáng rất đẹp luôn. Xe thì mang biển tư nhân chính chủ 34A Hải Dương 4101 này. Đấy, cam kết anh chị quý vị mình nhà mình, một chiếc xe tư nhân chính chủ này, máy số keo chỉ gầm bệ còn chất còn đẹp nhá. 190 triệu đồng ạ. Cạnh chiếc Lancetti 2012 vừa rồi, tiếp theo đây xin giới thiệu anh chị quý vị mình đây, một chiếc xe nhỏ gọn bền bỉ đến từ nhà Hyundai đấy ạ. Hyundai Getz 2009, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi, với cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình chỉ có 135 triệu đồng thôi. 135 triệu đồng. Xe này mang biển tư nhân 89 Hưng Yên đây, 4 số một chủ từ đầu. La răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, nội thất ghế lỉ vẫn zin nguyên bản theo xe nhá. Nội thất ghế lỉ và trần lỉ zin nguyên bản theo xe. Đấy, em sẽ quay phần nội thất bên trong này cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo này. Đấy, nội thất vẫn là ghế lỉ này. Đầu đài màn hình theo xe, vô lăng ba chấu, tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Cửa tiền chỉ có 135 triệu đồng thôi. Một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, vô cùng là bền bỉ ạ. Vâng, chào bác Minh Tuân Phùng, chào bác Lưu Độ, chào bác Nguyễn Hùng, chào Vũ Loan. Chào toàn thể anh chị quý vị nhà mình trên ba miền của Tổ quốc nhé. Đang xem buổi livestream ngày hôm nay trước màn hình nhỏ, hãy cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Vâng, chào bác Khúc Văn Công này. Bác Khúc Văn Công vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, hãy ủng hộ cho ô tô đồ mối Hải Dương 5-7 lượt chia sẻ đi bác Khúc Văn Công ơi. Đấy, cũng rất là nhiều đầu xe đây để phục vụ gia đình mình ạ. Và các bác nào mà đang muốn tìm dòng xe này tầm 200 triệu đồng số rộng này, mà sedan hai đầu này, tham khảo dưới em trước này gia đình ạ. Kenta 2010, động cơ 1.6 số tự động, với cửa tiền gửi đến cả nhà mình là 210 triệu đồng nhá. Đấy, la răng đúc 4 bánh, lốp lát còn đẹp này. Gương kính cụp xoay điện, xi nhan trên sườn xe. Biển tư nhân 99 Bắc Ninh, quê hương quan họ chữ tình này. Đấy, cặp đèn pha công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, còn sáng còn đẹp, không có dấu hiệu rạn nứt bóng mờ do sương do nhiệt nhá. Em xin quay phần nội thất bên trong cho mình cùng quan sát kỹ hơn này. Xe đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này.
Đây mình cùng quan sát nội thất bên trong em đi gia đình ơi. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng này. Vâng, bác Đinh Hanh RV ghét 115 triệu. Bán không em? Bác Đinh Hanh nhắn tin là trực tiếp qua fanpage em nhé. Đấy, thêm một chút nữa đi. Thêm một chút nữa đi để kỷ niệm cho bác Đinh Hanh RV ạ. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Đây, vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí an toàn trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe. Điều hòa nóng lạnh 2 chiều rét buốt luôn. Cửa tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi. 210 triệu đồng. Cho chiếc Genta 2010 trước máy quay em đấy nhá. Đó vâng. Đấy, tiếp theo đây này. Genta này. Thì hôm nay nhà em có về một chiếc Toyota Vios mới nhá. Đấy, bác nào đang quan tâm đến dòng tập lái này. Đấy, quan tâm dòng tập lái tránh mưa tránh nắng màu đen này. Tham khảo dùm em chiếc này đi. Toyota Vios 2007 đăng ký năm bánh năm 2009. 155 triệu đồng. Đấy, 155 triệu đồng gia đình nhá. La răng đúc 4 bánh này. Đấy, lốp lát còn đẹp. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Ok ship xe cho anh. À, thì bên em có sợ ship xe nhá. Bên em có sợ ship xe trong vòng 100 km này. Đấy. Những bác nào ở gần này thì đến trực tiếp bên em xem xe cho nó trực quan hơn. Còn những bác nào ở xa này, bên em có sợ ship xe này, ship xe miễn phí trong vòng 100 km cho cả gia đình ạ. Đấy, nội thất bên trong của em nó đây. Một dòng xe tập lái tránh mưa tránh nắng mà chỉ có 150 triệu thôi gia đình ạ. Vâng, chào bác Trà Đoàn. Có i10 sedan số tự động không? i10 sedan số tự động thì tạm thời bên em chưa có nhá. i10 sedan thì tạm thời bên em nó có một mẫu số sàn này. Đấy, tham khảo dùm em mẫu này anh ơi. i10 sedan số sàn 2015 đăng ký làm bánh năm 2017. Động cơ 1.2 này. Đấy, xe thì được trang bị na răng đúc 4 bánh lốp láp đẹp. Xin nhan trên sườn xe nhá. Đấy, mang lức sơn màu trắng rất là đẹp đây. Thân vỏ liền nạc sơn xin là sạch đẹp rồi. Đấy, cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình là 245 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị mình ạ. Ok, bác Đinh Hanh RV nhá. Quan tâm dòng nào này, quan tâm mẫu nào này, cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Sau buổi livestream này thì em sẽ tư vấn sâu hơn cho anh nhá. Và những thủ tục mua bán cũng như ship xe là bên em này. Đấy, bác nào mà vừa quan tâm dòng sedan hay đầu i10, tham khảo giùm em chiếc này nhá. Chiếc màu trắng rất đẹp đây. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang đấy ạ. 245 triệu đồng. Đấy, giá có thì giúp bao rút hồ sơ này, cũng như hỗ trợ giả góp cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Đức Phạm này, chào bác Nghiêm Khắc Song, chào bác Nguyễn Huệ. 115 triệu đồng thì không được đâu anh nhá. Đấy, giá 135 triệu đồng là bên em đã bớt rồi ạ. Đã bớt hết cỡ cho anh rồi. 115 triệu đồng thì không được, anh thêm cho em một chút nữa đi. Đấy, anh em mình lọc lá cân đối hai bên đi thì em sẽ ship xe cho anh ạ. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Cạnh chiếc sedan i10 2015 vừa rồi. Đấy, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình một sản phẩm đời 2016 Kia Morning 2016 số sàn, động cơ 1.25 4 máy này. Xe đã mang biển tư nhân chính chủ 15 đây, 15 Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh lốp láp đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Đấy, xung quanh cặp đèn pha thì được trang bị những chi tiết bọc chrome này, siêu sáng siêu đẹp đây. La răng đúc lốp láp mới, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Nội thất ghế da, điều hòa nóng lạnh 2 chiều rét buốt luôn. Cửa tiền gửi đến gia đình nhà mình chỉ có 215 triệu đồng thôi. 215 triệu đồng gia đình mình nhá. Đấy, chiếc này đời 2016 này thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị đang quan tâm nhá. Đấy, xe này mang form dáng mới đời 2016, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ này. 215 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị như mình ạ. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên, vui vẻ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Chia sẻ nhiều một chút đi, hộ em đi gia đình ơi, không mất tiền không bạc gì cả nhá. Vâng, cháu Toàn Lê này, vai ốt số sàn này. Vâng, cháu Phạm Văn Dung này, vai ốt số sàn, có vai ốt số sàn cho anh tham khảo luôn nhá. Đây, ngay trước máy của em đây, một mẫu vai ốt số sàn này. Tham khảo giùm em anh ơi. Đấy, Toyota vai ốt số sàn 2010, động cơ 1.5 này. Đấy, một mẫu xe 5 chỗ vô cùng quốc dân đây. Lồi đồng cô đá mà phá không chịu hỏng nhá. Xe được sản xuất năm 2010, đăng ký và làm bánh năm 2012. Tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. 245 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, giá thì bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình nhá.
đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Đấy, nội thất ghế ra theo xe. Đấy, đầu đài màn hình to rồi. Đầu đài màn hình OLED đây. Đấy, to như quyển sách luôn, phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình, từ xem phim, nghe nhạc này, đọc tin tức hoặc là check map nhá. 245 triệu đồng. Còn bớt sâu nữa gia đình nhà mình ạ. Ok này, vâng, để em giới thiệu Morning à. Ok, có Morning nhá. Bác đời tài xế có Camry 212 không? Camry 212 thì tạm thời bên em chưa có anh ơi. Anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage của cho ô tô đầu mối Hải Dương đi. Nào mà có về đầu Camry nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp với anh nhá. Có Xpander không anh? Bác Cường khuyên dòng Xpander thì tạm thời bên em cũng chưa có anh ạ. Còn bác toàn đây 214, 215 à? 214, 215 mà Toyota Vios số sàn thì bên em tối hôm nay này, đấy, đang về một chiếc anh ạ. Anh Toàn Lê nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, để em tư vấn cho anh về Toyota Vios số sàn 214, 215 nhé. Có anh ạ. Đấy, trước đấy thì vẫn chưa về. Đấy, mai thì bên em sẽ lên sóng. Anh nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em tư vấn sâu cho anh ạ. Đấy, Kia Morning à? Đó, bác nào phải hỏi Kia Morning à? Đây, có Kia Morning cho gia đình mình quan tâm này. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn 4 máy, màu đỏ vô cùng là đẹp, vô cùng là cháy đây. Màu của sự may mắn đấy ạ. Động cơ 1.25 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, la răng đúc phay được trang bị 4 bánh này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. 190 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị đang quan tâm nhé. Đấy, đăng kiểm rất là dài luôn. Tháng 11 năm 2022 này. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ. Đây, em xin quay phần nội thất bên trong này. Đấy, nội thất ghế da hai màu đen đỏ, vô lăng hai chấu, đầu đài mình to rồi. Đăng kiểm thì còn dài, nội thất sạch sẽ thơm tho. Mang về sẵn đi thôi, sẵn sử dụng những nhu cầu của gia đình nhà mình ạ. Đấy, Kia Morning này. Đây, em xin phép giới thiệu tiếp tục mấy đầu Kia Morning cho gia đình mình cùng quan tâm nhá. 216 màu đỏ này. Đây, tiếp tục Kia Morning này. Kia Morning 216 màu vàng này. 1.25 số sàn màu vàng. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ đến từ nhà Kia đây. Máy số keo chỉ thì lành này, đấy, hiền này, dễ bảo trì bảo dưỡng nhá. 190 triệu đồng. Đấy, đồng giá cho hai chiếc Kia Morning 2016 này. Đấy, có hỗ trợ trả góp cho gia đình mình. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ này, vô lăng hai chấu, đầu đài hình to rồi. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng cho gia đình nhá. Đấy, chiếc màu đỏ này và chiếc màu vàng này thì bên em hồ sơ đã cầm tay rồi. Đây, những thủ tục mà sang tên đổi chủ này, bấm biển mới cho anh chị quý vị mình trong ngày thôi. Đấy. Vâng, chào Khoa Nguyễn, chào Nguyễn Đức, chào Thái Tô Ly. Chào Trách Phạm này, có Atis 2014, 2015 không? Vâng, dòng Atis 2014 hoặc 2015 thì tạm thời bên em chưa có anh ơi. Anh hãy tạo ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage đi. Nào đầu Atis là về nhá, thì em sẽ liên hệ với anh luôn nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em xin lại số điện thoại đi bác ơi. Vậy là Kia Morning nhỏ gọn này. Tiếp tục giới thiệu đến anh chị quý vị mình, đấy, những dòng 5 chỗ quốc dân đây. Toyota Vios 2010, 1.5 số sàn, la răng đúc lốp láp đẹp, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương đây. 216 triệu đồng. Đấy, một dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, ăn từ đâu đó từ 6 đến 6 lít rưỡi trên 100 km đường trường thôi. Xe thì mang nước sơn màu vàng cát rất là đẹp đây. Đấy, sơn xi thì đẹp này, thân vỏ liền nạc, không cong vênh, không bóp méo này. Cam kết anh chị quý vị nhà mình, đấy, một chiếc xe không lâm đụng, không va chạm, cũng như không thủy kích, ngập nước và không vướng mắc một chút là vấn đề pháp lý nhá. Cam kết cho đại gia đình mình ạ. Cam kết trên văn bản này, giấy trắng mực đen này. Đấy, nếu mà sai bên em xin hoàn trả một bột, nếu không in nữa nhá, hoàn lại 100% tiền cho gia đình nhà mình ạ. Ok, bác Phạm Trách ạ. À, rồi em đã chụp lại màn hình rồi nhá. Lưu số của bác Phạm Trách rồi. Đấy, bác cứ để lại số điện thoại đi. Làm cái đầu xe bác ưng ý này em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác luôn nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Đấy, nhà mình đang quan tâm dòng xe nào này, quan tâm mẫu xe nào mà tạm thời em chưa có này, cứ để lại số điện thoại đi. Để lại số điện thoại ở phần comment là một này, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhé. Đấy, tổ tư vấn khách hàng bên em sẽ lưu lại số điện thoại một cách ngay lập tức luôn. Để làm một cái đầu xe ưng ý và anh chị quý vị đang cần thì sẽ liên hệ cho gia đình mình ạ. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều. Đây, giới thiệu tiếp tục một mẫu Toyota Vios đang có nhà em đây. Toyota Vios 2010, đăng ký là bánh năm 2012, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Thủ đô Thăng Long, ngần năm Văn Hiến đây. La răng đúc tăm 4 bánh, lốp náp đẹp, sơn xi chất.
Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, xin nhan tích hợp trên gương, tay nắm cửa viền, chân kính đều ốp lốc rất đẹp. Đăng kiểm còn 1 năm nữa luôn, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023 này. Đấy, đầu đài màn hình theo xe nhá. Đầu đài màn hình theo xe, vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng, nội thất thơm tho sạch sẽ rồi, mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, đây, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình. Có Vios 17, 18 số tự động không? Vios 17, 18 số tự động thì bên em tạm thời chưa có này. Vios 17, 18 thì bên em đang có, đây đang có chiếc số sàn này thôi ạ. Vâng, cháu Thái Ngô có bán tải không? Có bán tải nhá. Đây em xem chiếc bán tải bên em dựng chỗ nào này, để em tư vấn này. Đấy thì nhà mình cũng có thể thấy đây. Mới đầu tháng thôi mà số xe bán nó khá nhiều ấy. Hai ngày hôm nay phải bán trên 15 chiếc rồi. Đấy, bãi còn khá là trống này. Và những bác nào đang có nhu cầu mà nhượng lại dòng xe này hoặc là ký gửi nhá, bên em có nhu cầu nhận hết luôn. Đấy, chưa có nhu cầu sử dụng này hoặc là có nhu cầu thay đổi này, muốn nhượng lại đến chợ ô tô đầu mối Hải Dương này, bên em nhận hết luôn cho anh chị quý vị nhà mình với mức giá ưu đãi và yêu thương nhất nhá. Đây, bác nào vừa tham khảo dòng bán tải quan tâm này, quan tâm dòng bán tải tham khảo giúp em chiếc này đi gia đình ơi. Forger 2013 dòng vua bán tải đây. Xe này được sản xuất năm 2013 này, đăng ký lăn bánh tại Việt Nam năm 2014, nhập Thái. Với cửa tiền gửi đến chị quý vị gia đình nhà mình là 410 triệu đồng nhé. Xin lỗi, 410 triệu đồng này. Bản XLT bản đồ phun kịch này. Là sáng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ngay mét nhá. Một cặp lốp mới, một dàn lốp mới luôn. Một dàn lốp mới 4 bánh này. Động cơ 2.0 số sàn, 2 cầu máy dầu. 410 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương này. Xi nhan trên gương, gương kính cụp sợi điện, vô lăng tích hợp túi khí và nút điều khiển này. Đấy. Cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Nội thất ghế da màu đen rất đẹp đây. 410 triệu đồng có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm đến dòng bán tải này. Đấy, nhà mình đang làm kinh doanh này, muốn kết hợp giữa chở người chở hàng nhá. Quan tâm cho em mẫu bán tải đi. Hoặc những bác nào ở nhà đường núi hiểm trở gặp gành này, cũng quan tâm giùm em chiếc bán tải đi. Forger 2 cầu máy dầu, vua của bán tải đây. 410 triệu đồng. Giá còn bất còn thương lượng mà lại có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, chào bác Văn Phúc này, chào bác Nguyễn Long, chào bác Hoàng Hải Đường, chào bác Nghiêm Khắc Phong, chào bác Thái Ngô, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền tổ quốc nhé. Đấy, bác Thái Ngô mà có quan tâm dòng bán tải này, tham khảo dùm em một chiếc Forger bên em đang bày bán nhé. 410 triệu đồng ạ. Vâng, đại gia đình mình ơi, đấy, đang xem buổi live stream ngày hôm nay, hoan hỉ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi, không mất tiền không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi live stream này hơn nhá, đến anh chị quý vị ba miền trên tổ quốc này. Đấy, lượt chia sẻ càng nhiều, lượt like, lượt tim càng nhiều này, để em lấy làm động lực nhá, để bớt cho anh chị quý vị mình nhiều hơn nữa nhá. Đấy, cứ có like là bán thôi. Tiếp theo đây xin giới thiệu chị quý vị mình đây, một chiếc xe số tự động này. Đấy, các bác nữ nào mà đang quan tâm dòng tự động này, tham khảo cho em chiếc này Kia Morning 2010, đăng ký vào làm bánh năm 2013, động cơ 1.0 máy eco nhập Hàn nguyên chiếc nhé. Đấy, cặp đèn pha trái xoài này thì còn sáng còn đẹp, biển tư nhân chính chủ 29A Hà Nội phố đây. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương này, tay nắm cửa, viền chân kính cũng như vè che mưa thì được ốp lốc rất là đẹp luôn. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Nội thất tông màu đen này kết hợp cùng màu ghi đây, nhà mình cùng quan sát dùm em ạ. Có bán tải hai lắc số sàn không? Bán tải hai lắc số sàn này tạm thời bên em lại chưa có anh ơi. Anh nếu mà quan tâm đến dòng bán tải này, để lại cho em số điện thoại đi. Nào bên em về đầu hai lắc nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh nhé. Đấy, để tư vấn cho anh ạ. Nội thất bên trong của chiếc Kia Morning đây. Đấy, nội thất hai màu đen ghi để rất đẹp này. Vô lăng ba chấu, có túi khí an toàn trên vô lăng này. Đầu đài màn hình theo xe, điều hòa auto 2 chiều Z vuốt, có chuẩn bị này, có được trang bị cả sấy ghế này. 235 triệu đồng. Đấy, Kia Morning 2010, nhập Hàn động cơ 1.0, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đấy, cảm ơn anh chị quý vị nhà mình rất là nhiều này. Khung giờ quen thuộc là 8:30 mỗi tối này, vẫn cứ theo dõi chợ ô tô đầu mối Hải Dương để ủng hộ bên em ạ. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều ạ. Ok bác Thái Ngô ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Đông này, vừa xem buổi livestream ngày hôm nay này. Chào bác Đặng Hậu này, chào những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhà mình rất là nhiều nhá. Đằng sau chiếc Kia Morning 2010 vừa rồi, tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình đây, hai đầu Hyundai Grand i10 nhá. Đấy, hai đầu Hyundai Grand i10 cho mình cùng quan sát này.
Đấy. Trước chiếc máy quay em đây biển 30A17452. Bản đổ đời 2014, động cơ 1.0 số sàn. Cờ tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 240 triệu đồng. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. 240 triệu đồng. La sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Tay nắm cửa và viền chân kính được bọc lốp rất đẹp đây. 240 triệu đồng, giá bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhé. Đấy, đằng sau chiếc bản đủ vừa rồi này, nhà mình tham khảo giúp em một chiếc bản tiêu chuẩn này. Đấy, có nhu cầu mà sử dụng đến bản đủ, tham khảo cho em bản đủ này. Mà chưa có nhu cầu dùng bản đủ, tham khảo cho em dòng tiêu chuẩn này. Hyundai Grand i10 2014, đăng ký là bánh năm 2016 này. Đấy, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi với cửa tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình là 195 triệu đồng nhé. Vâng, em đấy, xin giới thiệu kỹ một chút để cho anh chị quý vị mình cùng tham khảo nhé. Đấy, bác Nguyễn Thụy này mà có quan tâm dòng nào này cứ mạnh dạn để lại comment đi, để lại bình luận đi để em tư vấn riêng cho bác nhé. Xe này đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều nhé. Đầu đài màn hình theo xe này, cửa tiền gửi đến anh chị quý vị nhà mình là 195 triệu đồng. Đấy, chưa đến 200 triệu đồng thôi. Đã có Hyundai Grand i10 nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu để di chuyển rồi. Đấy, mà giá lại còn bớt, còn thương lượng cho chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, đằng sau hai chiếc Hyundai Grand i10 vừa rồi, nhà mình tham khảo dùm em tiếp tục một sản phẩm là Hyundai đây. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu này, Hyundai Getz 209, động cơ 1.0 số sàn đẹp hàn. Đấy, xe này mang nước sơn màu vàng cát rất đẹp đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đầu đài màn hình thì được trang bị rồi nhá, trang bị màn hình Android cỡ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí gia đình nhà mình. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi. Cờ tiền gửi đến nhà ta là chỉ có 155 triệu đồng thôi. Giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, thì vừa rồi em đã giới thiệu khá nhiều đầu xe đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Nhà mình các bác đã ưng mẫu nào chưa, để ý em nào chưa, cứ mạnh dạn để lại comment đi. Đấy, gửi trực tiếp qua fanpage cho em để em được tư vấn riêng và sâu hơn cho gia mình cùng tham khảo ạ. Vâng, chào bác Xuân Hòa, chào bác Chiến Giáp này, chào bác Tăng Văn Sơn, chào bác Việt Trường Xuân, chào bác Nam Phạm, chào bác Thái Tô Ly, chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền Tổ quốc này. Đấy, để em xem góc lần này còn mẫu nào sót chưa báo giá thì em tiếp tục báo giá gia đình mình này. Hyundai Grand i10 2016, động cơ 1.0 số sàn, bản bay nhá. Đấy, bản bay, bản tiêu chuẩn này. Tham khảo dùm em này, cửa tiền 240 triệu đồng. Trước này thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Bản tiêu chuẩn những được đỏ độ lên la răng đúc này, lốp láp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Nội thất ghế da, đấy, nội thất ghế da hai chiều rét buốt. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Cửa tiền gửi anh chị quý vị nhà mình là 240 triệu. Giá còn bớt, còn thương lượng thêm ạ. Chào bác Nguyễn Văn Đông, có Yazid không? Yazid thì tạm thời bên em chưa có bác. Nguyễn Văn Đông ơi, bác cứ tạm thời cho em xin một lượt like đi, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, để không bỏ lỡ những sản phẩm bên em sẽ tiếp tục về nhá. Ok, giới thiệu con vai ớt đen đi. Đấy, vai ớt đen thì tạm thời bên em có 3 chiếc này. Đấy, anh Nguyễn Thụy này, tham khảo dùm em 3 mẫu này nhá. Đây, vai ớt đen đây, 2010, đăng ký là bánh năm 2011, 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi này, la răng đúc tăm 4 bánh, có trang bị phanh đĩa này, phanh chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện này, tay nắm cửa, viền chân kính thì bọc lốp rất đẹp đây. 195 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình nhá, đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, tư nhân chính chủ 30E Hà Nội phố đây, 195 triệu đồng. Giá còn bớt, còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Đấy, đằng sau chiếc biển 30E rồi, tiếp tục giới thiệu anh chị quý vị mình đây, Toyota Vios bản E 245 triệu đồng, động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, sơn si đẹp này, sơn si đẹp đấy, la sáng đúc lốp láp chất này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện, đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 nhé. 245 triệu đồng cho gia đình mình cùng tham khảo ạ. Đấy, thì vừa rồi em đã giới thiệu hai mẫu Toyota Vios màu đen rồi cho bác Nguyễn Thụy quan tâm nhé. Đấy, bác tiếp tục tham khảo với em một chiếc đời 2007 đi, xem trong ba chiếc đấy thì anh
quan tâm nhất đến mẫu nào nhá, để lại bình luận đi. Để em tí em sẽ gửi cho anh những video hình ảnh chi tiết của ba chiếc đấy á. Đây thì hôm nay bên em có về một chiếc Toyota Vios 2007, động cơ 1.5 số sàn này, 150 triệu đồng thôi, cho anh chị quý vị cùng quan tâm nhá. 150 triệu đồng thôi ạ. La răng đúc nốt nắp đẹp sơn chi chất này. Đấy, tư nhân chính chủ 29 Hà Nội đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm thì còn khá là dài nhá. 150 triệu đồng cho anh chị quý vị mình cùng quan tâm nhá. Đấy. Vâng, chào Hoàng Thất này, chào bác Tăng Văn Dương, chào bác Ngoan Thanh. Vâng, và em đã giới thiệu ba đầu Toyota Vios màu đen bên đang có rồi. Đấy, anh chị quý vị nào đang quan tâm dòng Toyota Vios này, mạnh dạn để lại comment cũng như bình luận đi. Để sau buổi live stream ngày hôm nay thì em sẽ gửi cho anh chị quý vị những video review chi tiết nhất nhá. Chào bác Đặng Hậu này, vâng, có 7 chỗ số tự động không? 7 chỗ số tự động thì tạm thời bên em chưa có nhá. Anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để lại cho em xin số điện thoại này. Đấy, la mà có đầu 7 chỗ số tự động nào thì em sẽ liên hệ với anh trực tiếp luôn anh ơi. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Vâng, các bác nào mà đang quan tâm dòng xe tập lái này, đấy, dưới 100 triệu đồng này, tham khảo cho em mẫu này đi. Daewoo Lalot 2005, đăng ký làm đánh năm 2006, động cơ 1.6 số sàn. Chỉ có 95 triệu đồng thôi gia đình ạ. 95 triệu đồng thôi, sedan 2 đầu màu đỏ đuôi rất đẹp đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, lốp láp thì còn mới còn đẹp. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lao lạnh 2 chiều. Dép buốt nhá. Đấy, cam đùi cam hành trình thì đầy đủ rồi này. Màn hình đầu đài theo xe nhá. 95 triệu đồng xin gửi anh chị quý vị mình. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, sơn xi, máy số keo chỉ thì còn chất này. 95 triệu đồng thôi, nhà mình tham khảo dùm em mẫu Daewoo Lalot đi ạ. Đấy, thì vừa rồi em đã báo giá khá nhiều đầu xe cho anh chị quý vị mình đang quan tâm nhá. Còn những thắc mắc nào cần tư vấn để lại comment dẫn về mình đoạn đi. Để em tiếp tục livestream ngày hôm nay để báo giá cho anh chị ạ. Vừa là một mẫu sedan 2 đầu màu đỏ đuôi này. Tiếp tục hatchback 1 đầu đỏ đuôi nhá. Cửa tiền hơn 200 triệu thôi, số tự động này. Gentra X 2010, động cơ 1.2 số tự động, đăng ký 5 chỗ ngồi. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngủ lụt đây. Đấy, với cửa tiền của anh chị quý vị nhà mình là 220 triệu đồng. Đăng kiểm còn rất là dài luôn đấy. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. La răng đúc 4 bánh, lốp láp thì còn đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Sấy gương, sấy kính đủ cả rồi. Đấy, có trang bị cả option cửa sổ lốc trên cao nhé. 220 triệu đồng gửi đến gia đình mình ạ. Có mô linh số tự động không à? Có mô linh số tự động anh nhá. Đây, mô linh số tự động đây. Đấy, mô linh số tự động thì bên em đang còn chiếc này là một này. Đấy, tham khảo giùm em chiếc này đi. Kia Morning 2010, đăng ký làm bánh năm 2013, số rộng động cơ 1.0. Đấy, máy Eco nhập Hàn 2010. La xăng đúc, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Sấy gương, sấy kính thì đủ cả rồi này. Trang bị cả hai mắt cảm biến lùi, chống va chạm phía sau nhá. Đấy, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022 ạ. Vâng, chào bác Văn Phúc này, quay lại con bán tải đi ạ. Anh ơi, vâng ạ, để em quay lại con bán tải để cho bác Văn Phúc và gia đình mình cùng tham khảo thêm lần nữa nhá. Đây, Forger XLT 2013, đăng ký vào bánh năm 2014 nhập Thái nhá. Đấy, bản XLT bản đủ này. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Mình tham khảo dùm này. Đấy, giải đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Xin nhan thì tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. 410 triệu đồng đã được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Trước này thì bên em có hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, bác Quan Phúc mà đang quan tâm dòng bán tải Forger 2 cầu máy dầu. Đấy này thì tham khảo rồi em chắc này nhá. Đấy, máy dầu vô cùng kinh tế này. Máy số keo chỉ này, nội thất thì còn zin này. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng, sẵn khai thác thôi, phục vụ nhu cầu gia đình mình ạ. Vâng, chào Hoàng Gia Mã này, chào bác Hoan Thanh, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền Tổ quốc. Cảm ơn chị quý vị nhà mình đã theo dõi buổi livestream vào khung giờ 8:30 của bên em mỗi tối nhá. Đấy, các bác mà đang xem buổi livestream ngày hôm nay, mạnh dạn nên để lại cho em một 5-7 lượt comment cũng như bình luận cũng như lượt chia sẻ đi, để lan tỏa buổi livestream hơn ạ. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình rất là nhiều. Cửa tiền trên 500 triệu đồng, có con 7 chỗ nào đời cao không bác Nguyễn Hoán? Tầm 500 triệu đồng ở 7 chỗ thì tạm thời bên em chưa có nhá. Đấy, anh tham khảo dùm em trước một chiếc đời cao đi. Đấy, cũng hơn 500 triệu đồng đây. Tham khảo dùm em chiếc này gia đình ạ. Đây, Outlander đây. Outlander 2016 này, 575 triệu đồng. Đấy, nhập
nhập Nhật 2017 nhá. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh này, lốp láp mới, sơn xi đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ đèn bi này, siêu sáng siêu đẹp. Đấy, một chiếc xe nhập Nhật SUV này, gầm cao máy thoáng, 575 triệu đồng. Xe thì mang động cơ 2.0 số tự động nhá. Bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình này. Đấy, các bác nào mà đang quan tâm những dòng xe nhập khẩu đời cao này, quan tâm cho chiếc này đi. Đang có nhu cầu du lịch gia đình nhá, cũng quan tâm cho chiếc này. Mitsubishi Outlander 2016 ạ. Vâng, chào bác Nhiễm Nguyễn Khắc Song, chào bác anh Thảo Lê, chào bác Xuân Hòa, chào bác Hoàng Thất, chào bác Nguyễn Duy Hoán này. Anh cần Kia Morning đời 2012 đến 2017 ạ. Tự động em quay cụ thể báo giá cho anh đi. Kia Morning 2012 đến 2017 số tự động thì tạm thời bên em chưa có anh ơi. Đấy, anh cứ tạm ứng anh Nguyễn Cường nhé. Tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi đi. Nhắn tin số điện thoại trực tiếp qua fanpage cho em này. Đấy, bên em đang sắp tới rất về rất là nhiều đầu xe đấy, để phục vụ gia đình nhà mình ạ. Đấy, nào về đầu Kia Morning số tự động nào thì em sẽ gọi điện và liên hệ trực tiếp để tư vấn cho anh nhé. Cảm ơn bình luận anh rất là nhiều này. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, có những đóng góp ý kiến và thắc mắc gì cứ mạnh dạn để lại phần bình luận dưới comment để được tư vấn sâu hơn gia đình mình ạ. ASEAN 2009 này tư vấn rồi này. Đây, cạnh chiếc ASEAN 2009 vừa rồi. Tiếp đây nhà mình cùng tham khảo cùng em một mẫu đây nhá. Gentex 2010 đăng ký là bánh năm 2012. Động cơ 1.2 số rộng, mang nước sơn màu xám xi măng rất đẹp đây. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan trên sườn xe này. Trang bị option cửa sổ trời Panorama rất là hiện đại, rất là thể thao nhé. Với cái tiền gửi đến gia đình nhà mình là 235 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị đang quan tâm này. Đấy, vô lăng 3 chấu, có túi khiên toàn trên vô lăng, đầu đài màn hình theo xe, điều hòa nóng lạnh 2 chiều auto nhé. 235 triệu đồng. Đấy, em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài cho mình cùng tham khảo đây. Nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu này, giá lại còn bớt còn thương lượng được ạ. Vâng, đại gia đình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, dành tay dành chân cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Lên trang tường này, cá nhân này cũng như hội nhóm này. Loan tỏa buổi livestream hơn nữa đi. Để em lấy làm động lực để livestream vào khung giờ 8:03 mỗi tối này. Lượt chia sẻ, lượt like, lượt tỏa tim càng nhiều. Đấy, bớt giảm giá cho anh chị quý vị mình càng nhiều luôn. Bớt làm sao mà bác nào cũng mua được xe nhá. Đấy, quan tâm được xe tại chỗ ô tô đồng của Hải Dương là bớt cho gia đình mua được thì thôi ạ. Đây, em xin đi vào góc này đi để giới thiệu cho gia đình mình tiếp tục những mẫu xe đang có bên em nè. Hyundai Grand i10 bản đủ 2014, đăng ký là bánh năm 2016, 245 triệu đồng. Đấy, bản đủ full kịch này. Nhà mình cùng xem với em bản đủ full kịch thì có những gì nào. La răng đúc 4 bánh, có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Tay lắm cửa thì chuẩn được trang bị nốt mở một trạm thông minh này. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy. Nội thất ghế da trần xa sạch sẽ này. Vô lăng 3 chấu tích hợp các cờ phím điều khiển và tôi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, đầu đài màn hình to rồi, phục vụ mọi nhu cầu gia đình nhà mình. Đấy, đề lộ start top này. Đấy, khóa điện 2 chìa đầy đủ rồi nhá. 245 triệu đồng. Giá bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, Hyundai Grand i10 nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu, bền bỉ. Đấy, một dòng xe vô cùng là hiền lành đây, gửi đến gia đình nhà mình ạ. Cạnh chiếc Hyundai Grand i10 vừa rồi, nhà mình cùng tham khảo em nhé. Đây, một mẫu xe rất đẹp đây, đến từ nhà Kia đây. Một chiếc xe hoa khôi hoa hậu của chợ ô tô đổi mới Hải Dương đấy ạ. Tham khảo giùm em gia đình ơi. Kia Rio 2014 đăng ký là bánh năm 2015 đăng ký là bánh năm 2018. Động cơ 1.4 số tự động đăng ký 5 chỗ ngồi này. Phân khúc hạng B màu trắng rất đẹp đây. Đấy, la răng đúc zin theo xe. Lốp láp mới, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xoay điện. Cờ tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 405 triệu đồng. Đấy, 405 triệu đồng cho một chiếc xe số tự động này. Đấy, phân khúc hạng B nhá. Độ đầm chắc ăn đứt những Tota này. Đấy, vai ớt này. 405 triệu đồng. Tham khảo giùm đi, nhập hàng đến 2015. Đấy. Bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đấy. Đằng sau chiếc Kia Rio số tự động 2015 vừa rồi. Tiếp đây nhà mình cùng tham khảo cùng em này. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên, vui vẻ lên cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi. Đấy, không mất tiền không bạc nhá. Mà những bác nào đang xem buổi livestream này,
có nhu cầu nhượng lại xe này cũng như ký gửi nhá. Đấy, có nhu cầu nhượng lại xe ký gửi nhá, thì bên em đang rất là cần luôn này. Đấy, nhận hết đầu xe này, nhận hết mọi phân khúc từ 4 chỗ đến 7 chỗ nhá. Đấy, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương. Đấy, bác nào mà cần nhượng lại cứ mang đến bên em nhận hết nhá. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Trần Thế Hùng này, chào bác Hoàng Gia Ma này, chào bác Gia Bảo này, chào bác Nguyễn Văn Đồng, chào bác Hoàng Thất, chào đại anh chị quý vị nhà mình ạ. Đằng sau chiếc Kia Rio 2015 rồi. Trước đây nhà mình cùng tham khảo tiếp với em này. Một chiếc xe số tự động nhỏ gọn 2010 Kia Morning. Đấy. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương Quan Họ chữ tình này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Gương kính cụp xe điện nhá. Đấy, lộ thất ghế da màu đen đây. Với cửa tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình là 205 triệu đồng thôi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng. Đấy, điều hòa auto này, đầu đàn mình theo xe nhé. Số tự động 2010 205 triệu đồng. Xin gửi đến chị quý vị nhà mình ạ. Cảnh mẫu Kia Morning 2010 rồi. Tiếp cho đây giới thiệu gia đình này. Đấy. Tiếp tục là Hyundai Grand i10 này. Bên em đang có rất nhiều Hyundai Grand i10 này. Từ bản tiêu chuẩn này, bản đổ, thậm chí là bản thừa luôn để phục vụ gia đình mình ạ. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký với bánh năm 2016, động cơ 1.0 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi này. Bản đủ phun kịch thì được trang bị la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương này. Đấy, chiếc này thì tay nắm cửa và viền chân kính cũng như ốp gương thì bọc lốc rất đẹp đây. Tay mở cửa thì trang bị cả phím mở một chạm thông minh này. Vô lăng ba chấu, có túi khí an toàn và nút điều khiển trên vô lăng. Đề lỗ startup này. Đấy, nội thất bên trong rất đẹp luôn. Cửa tiền gửi anh chị quý vị gia đình nhà mình là 245 triệu đồng nhá. Kia Morning, Hyundai Grand i10 bản đổ bên em này, đồng giá là 245 triệu đồng. Đấy, đồng giá nhá, bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho gia đại gia đình nhà mình ạ. Đây. Đấy, góc này thì em đã giới thiệu hết này. Em xem ở góc này còn sót những chiếc nào nữa không để báo giá gia đình nhà mình này. Kia Morning 2016 bản SI bản đổ này, 255 triệu đồng này, giới thiệu từ đầu của livestream này. À đây, còn sót 2 mẫu i10 bản đồ đây, cho mình tham khảo dùm em này. Thì vừa rồi rất là nhiều chiếc màu bạc đúng không? Tham khảo cho em chiếc màu trắng ở trước gia đình ơi. Hyundai Grand i10 màu trắng bản đồ 2015, đăng ký vào bánh năm 2016 này. Động cơ 1.0 số sàn này. Đấy, na răng đúc lốp nắp đẹp. Đấy, sơn xi chất rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Thư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Hai chiếc này đồng giá là 245 triệu đồng nhá. Option như nhau, khác màu sơn thôi. Còn option như nhau luôn. Đấy, cam nồi cam hành trình đầy đủ này. Na răng đúc lốp nắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Đấy, đăng kiểm còn dài. Chiếc này đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Chiếc này thì đến tháng 6 năm 2023 này. Đấy, đằng sau thì đều trang bị hai mắt cảm biến chống va chạm nhá. Cờ tiền gửi đến anh chị quý vị gia đình nhà mình hai chiếc này. Hai chiếc này và đồng giá những chiếc Hyundai Grand i10 bản đổ bên em là 245 triệu đồng ạ. Vâng, nhà mình tham khảo dùm em nhé. Cạnh hai mẫu Hyundai Grand i10 vừa rồi, tiếp theo đây này, giới thiệu đến gia đình nhà mình một mẫu hatchback một đầu nhỏ gọn này. Đấy, Chevrolet Spark 2010, động cơ 0.8 rồi ạ, 0.8 số sàn, ăn xăng như người luôn. Đấy, màu trắng rất đẹp đây. Những bác nào mà vừa tập và đang có nhu cầu tập lái để tránh mưa tránh nắng, muốn chọn cho mình một mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm nguyên liệu, phục vụ nhu cầu cơ bản nhất của gia đình này, đưa con đi học này, đấy, đưa vợ đi chơi này, biển thì mang biển tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây, 98 triệu đồng thôi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng cho chị quý vị mình. Đăng kiểm thì còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Nội thất bên trong thì mình tham khảo cùng em đi ạ. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh hai chiều rét buốt luôn, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi, màn hình to, 98 triệu đồng, giá còn bớt còn thương lượng là cho dành mình nhá. Ấy thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị quý vị gia đình nhà mình hơn 50 đầu sản phẩm hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương rồi. Đấy, thì như em cũng đã hướng dẫn, như em cũng đã giới thiệu đấy, mới đầu tháng thôi mà xe đã bán vãn bán bớt rồi này. Nhưng bác nào mà đang có nhu cầu nhượng lại xe này hoặc là ký gửi này, đến ngay chợ ô tô đầu mối Hải Dương đi, nhận nhượng lại xe cũng như ký gửi với mức giá ưu đãi vô cùng thân thương nhất nhá. Vâng, thì vừa rồi em đã báo giá hết một vòng chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, nhà mình còn những thắc mắc và yêu cầu nào cứ mạnh dạn để lại ở dưới comment cũng như bình luận, hoặc nhắn tin trực tiếp qua Facebook cho em, hoặc là gọi luôn cho em với hai số line này
0347 701 777 và 0343 540 999 để em bắt máy và tư vấn miễn phí nhé. Cho ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh buôn bán trao đổi cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng. Xin chào, gặp lại anh chị quý vị mình trong những buổi live stream tiếp theo. Đấy. Muốn xe thì tìm ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình ạ.